Dạ thưa sư, hiện nay có thuyết cho rằng chúng ta sống trong một giả lập của siêu máy tính. Thuyết này cũng sẽ trả lời được vấn đề về nghiệp duyên luân hồi vô thường vô ngã thần thông. Tất cả đều là ảo và những thuật toán phức tạp tạo ra. Có phải Đức Phật thấy được điều đó và nói lại với những từ vựng không giống như thời nay? Quá trình tu tập đưa con người đến tầng cao hơn và có khả năng thoát khỏi thế giới ảo này. Thì nói chung là nó cũng chỉ là, nó nơi kỳ, nó cũng chỉ là một dạng tà kiến thôi. Cái mà quý vị, cái người hỏi vừa trình bày cũng chỉ là một dạng tà kiến. Và nó không đáng để mình phải bận tâm, phải lo lắng. Cái điều quan trọng là làm ơn, làm phước, thực hành theo bát chánh đạo, giữ giới giùm sư. Ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.